Thu Thủy xin chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, trong câu chuyện trong tuần hôm nay, kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Bắn tôi đi, nữ tu Myanmar nói với cảnh sát, Khánh An dịch thuật. Khi cảnh sát bắt đầu tập họp xung quanh họ, Sir Andrew Nutwang và hai nữ tu khác đã cầu xin họ rời đi. Quỳ gối trước cảnh sát trong khói bụi ở một thành phố phía bắc Myanmar, Sir Andrew Nutwang cầu xin một nhóm cảnh sát vũ trang tận răng hãy tha cho những đứa trẻ và thay vào đó hãy lấy mạng. Hình ảnh một nữ tu công giáo trong trang phục áo trắng giản dị, tay dang rộng cầu xin cảnh sát của chính quyền mới khi họ chuẩn bị đàn áp một cuộc biểu tình, đã lan truyền và dặn được nhiều lời khen ngợi ở đất nước đa số theo đạo Phật. Tôi quỳ xuống, cầu xin họ đừng bắn và tra tấn bọn trẻ. Thay vì vậy, cứ bắn và giết tôi, nói hôm thứ ba. Hành động dũng cảm của sơ ở thành phố Miwikiya hôm thứ hai diễn ra khi Myanmar đang vật lộn với hậu quả hỗn loạn sau khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Khi các cuộc biểu tình đòi dân chủ trở lại nổ ra, chính quyền đã liên tục gia tăng, sử dụng vũ lực, hơi cay, vòi rồng, đạn cao su và đạn thật. Những người biểu tình đã xuống đường ở Miwikiya, thủ phủ bang Kenching hôm thứ Hai, đội mũ bảo vệ và mang theo khiên tự chế. Khi cảnh sát bắt đầu tập họp xung quanh họ, Sir Andrew Nutwang và hai nữ tu khác đã cầu xin họ rời đi. Cảnh sát đã đuổi theo để bắt chúng và tôi rất lo lắng cho những đứa trẻ, sơ nói. Những đứa trẻ hoảng sợ và chạy ra phía trước. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu Chúa cứu giúp và giúp đỡ bọn trẻ, cô nói. Đầu tiên, sơ nhìn thấy một người đàn ông bị bắn vào đầu, chết ngay trước mặt sơ. Sau đó, sơ thấy hơi cay. Tôi cảm thấy như thế giới đang sụp đổ, sơ nói. Tôi rất buồn vì chuyện đã xảy ra khi tôi đang cầu xin họ. Một đội cứu hộ địa phương xác nhận rằng hai người đàn ông đã bị bắn chết tại chỗ trong cuộc đụng độ hôm thứ Hai, mặc dù họ không xác nhận liệu đạn thật hay đạn cao su được sử dụng. Hôm thứ Ba, một trong những người đã khuất, Jimin Thet, đã được đặt trong quan tài thủy tinh và được vận chuyển trên một chiếc xe tang vàng phủ đầy hoa trắng và đỏ. Những người đưa tang giơ ba ngón tay lên biểu tượng của sự phản kháng, một nhóm kèn đồng, trống và một người thổi kèn túi trong đồng phục trắng dẫn đầu trước tang lễ. Cả Myanmar đang đau buồn. Kachin, bang cực bắc của Myanmar, là nơi tộc của người Kachin sinh sống và là nơi diễn ra cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa các nhóm vũ trang sắc tộc và quân đội. Hàng chục nghìn người đã bỏ nhà, đến ở các trại tạm cư trên khắp tiểu bang và trong số các tổ chức hỗ trợ có các nhóm cơ đốc giáo. Hôm nay thứ Hai không phải là cuộc chạm trán đầu tiên của Sir Andrew Nutwang với lực lượng an ninh. Vào ngày 28 tháng 2, Sir cũng đã cầu xin đi chậm chậm về phía cảnh sát trong trang phục chống bạo động, quỳ gối và cầu xin họ dừng lại. Tôi nghĩ rằng mình đã chết kể từ ngày 28 tháng 2. Sơ nói này sơ đưa ra quyết định đối đầu với cảnh sát vũ trang. Vào thứ Hai, các sơ khác và giám mục ở đó cũng cùng tham gia. Họ ở quanh sơ khi sơ cầu xin cho những người biểu tình. Sơ Mary John Paul nói, chúng tôi ở đó để bảo vệ sơ và người dân của chúng tôi vì sơ có nguy cơ tính mạng của mình. Các cuộc đàn áp thường xuyên của nhà chức trách thường xuyên diễn ra kể từ cuộc đảo chính, bao gồm cả một vụ bạo lực giải tán các giáo viên ôn hòa vào tháng trước, khiến một số giáo viên phải lẩn trốn. Cho đến nay, hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống đảo chính khắp cả nước, theo nhóm giám sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Sir Andrew Nutwang sợ hãi, nhưng sơ nói rằng, sơ phải dũng cảm và sẽ tiếp tục đứng lên vì những đứa trẻ. Tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì được. Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, trong khi cả Myanmar đang đau buồn, cô nói. Thu Thủy xin kính chào.